bữa nay là dạy đàn guitar, cái lớp hát là cái lớp ngày mai nha. Rồi cái cuối chương trình thầy sẽ hát, chương trình nó hát thì mọi người đang vô đang expect là học đàn guitar. Rồi bây giờ thầy try to connect ở the screen. Thầy try to connect ở bên phát trước là để coi ảnh còn thích hay không, vẫn không thích thì thầy vẫn dạy thì cái lớp thầy nó vẫn phải go on chứ không phải là tại vì mình lên sóng rồi cái người bên kia không có mặt. Rồi mình không có dạy lắm, tại mọi người expect là cái ngày thứ bảy buổi sáng đều